Và để liên tục chương trình Thể Thao Là Yêu Cầu, xin mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức với tiếng hát của nhạc sĩ, nghệ sĩ Phước Bến Tre. Bến Tre bên này ra Bà Rịa làm cho nở mặt nữa mày coi. Ra đây. Xin chúng ta hãy dành cho Phước Bến Tre một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị. Rồi, hát bài gì tự giới thiệu luôn. Dạ, Phước Bến Tre xin rất là vui được góp mặt trong buổi tiệc hôm nay. Phước xin kính chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị em được dồi dào sức khỏe. Và để liên tục chương trình thì Phước xin hát hai câu vọng cổ của bốn câu sáu trích đoạn trong vở cải lương Tìm Lại Cuộc Đời. Dễ sợ.
Phước Bến Tre xin kính hát tặng cho quý khách ba câu vọng cổ, câu 1, câu 2, câu 6 trong bài Tình Anh Bán Chiếu. Dạ, dây kép thôi. Dạ, dây kép.
giờ nó là Trạng Nguyên rồi. Anh Tư ơi, rót cho nó đầy đầy ra coi anh Tư. Giờ nó là Trạng Nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo Lâm Sơn sao anh Tư? Chí hời đây, uống ha. Đó, đại ca, đại ca ơi, để muốn giữ vẹn, muốn giữ vẹn thâm tình ngài đưa tiền của hai thằng bạn nghèo. Đại ca ơi, của hai thằng bạn nghèo rót rượu dằn dò nhau. Em làm trước cái Tư. Đó, chơi luôn đó. Cảm ơn. Đồ em là bài này là nửa thùng không đó. Đại ca ơi, áo mẫu cân đây là biển rồng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỳ. Đại ca ơi, để xin kính cẩn tay nâng mời tri kỳ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Uống đi em. Rượu lạc Trạng Nguyên để chỉ sinh gia muốn một mình. Đại ca ơi, đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mẫu cân đai gửi cho quân hầu cận. Mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Chén tương phùng đại huynh hãy ôm đi nhấp chén rượu hôm nay. Mà nhớ ngày đưa tiền. Hảo bằng hữu. Sanh em ra là cha mẹ nhưng mà hiểu được em. Chỉ có đại huynh đây thôi. Hai mình à. Đại ca ơi, đại ca ơi, còn gì, còn gì để giải nhau nữa không đại ca? Quá đã không? Trời đã hen. Trời đất ơi, sư phụ có bầu râu cũng dễ thương quá ta. Còn chứ hiền đại. Em xuống đây cho em lên liền. Ok. Anh em đâu, rót ra anh em ơi. Đó, chiến hữu. Để ơi, cởi lô báo Trạng Nguyên để đã, đại ta bằng chung rượu quê nghèo. Chung rượu tiện đưa chưa phải lạc vị men nồng. Xin đa tạ do nhiều thâm cam sao xuyên tâm hồn dương đồng nghĩa cố. Thời rượu Long Sơn hôm nay úp men tình ngày cũ. Sao ta nghe vẫn còn hơi hướng Trạng Nguyên. Rượu đã mất con ta chỉ xin giáp ngàn dài chung nhỏ rồi lại quay về. Vui cuốc bầm cài sâu. Trời đất ơi, chiến thủ nãy giờ đi đâu, uống ly coi. Hai mình. Rồi, chơi luôn, 1, 2, 3, quất. Xin chúng ta hãy dành cho ban nhạc một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị. Đang chờ em chút xíu. Em qua lại cái quẹo ra liền, ok. Đại ca ơi, còn gì? Phương ơi, còn gì để dạy nhau nữa không Phương ơi? Còn chứ.
ta xin trao để một nhành bông lúa mới thơm tho, thay cho lời dặn dò khi được cao sang, cho quên những kẻ bùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, họ là những người ân, những lớp người đó đã chịu nhiều kinh bạc của những hàng áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước hiền đệ. Hiền đệ ơi, mà bây giờ đệ đã dấn thân vô, đang trọng nhận trong tay một nhành bông lúa mới thơm tho, và tâm nguyện giữ tròn lời ký thác. Trong đời đệ chỉ còn hai người thân yêu duy nhất là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền. Đồ chiến hữu mình coi nhiều chơi hết luôn ha. Khỏi chừa, trời đất ơi. Còn có bữa nay mình chơi cho nó hết luôn, chừa chi. Làm luôn ha. Cảm ơn chiến hữu. Mấy anh em ngồi đây chờ mình chút xíu nha. Qua đây quẹo rồi liền. Giàu đâu rồi, giàu ơi. Sang ơi, hãy rót nữa đi Sang ơi. Đại ca ơi, uống đi đại ca, uống cạn chai này rồi chai nữa. Bia đã cạn thùng rồi chưa thấy say. Hồn lại thâm say tình tri kỷ, ngày mai chia biết giảng đường mây. Sang ơi, nhìn mái tóc của bạn rối bồng như mây tám hướng để nè. Càng phải thẹn cho mình bấy lâu bị ràng buộc bấy nở cân đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài men rượu bà rẻ hôm nay. Cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khai. Hồn cao rộng đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền tối đây còn lẫn đần cưu mang. Nhiều ân nghe nợ công hầu. Rượu này nồng đến ngày sau, thôi men thay lách ngàn câu thâm tình không đưa. Giảng dầm trường địch mà nghe thương nhớ, hơn nghìn núi sông. Đã không? Đã chắc uống nữa quá. Dạ nãy giờ khoảng chừng 15 ly rồi. Vô 1, 2, 3, quất. Nãy giờ đi chưa hết bàn mà hết bài rồi. Rồi thôi bây giờ yêu cầu, thầy theo lời yêu cầu của các chị hôn em, xin mời tiếng hát của bạn Thanh Sang hay. Đó, Thanh Sang Long Sơn lên Sang ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiểu lắm em ơi, từng giọt mồ hôi của mẹ nắng chân rầy cho mỗi chuyến hàng em vừa chắc tin khi ánh nắng chiều về tôi bóng ngã rượu cầm dấu đã ngà say, áng mây chiều hết băn khoăn cùng mãi hương. Tiếng đàn trưng là tiếng lòng em đó, hãy ngân lên vàng khắp buôn trong khúc quay hoàng ca quá.